Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và chỉ cần một tuần nữa thôi, sự kiện ra mắt iPhone 13 sẽ chính thức được diễn ra. Và hôm nay các bạn hãy cùng mình điểm xem những thông tin của Apple hot nhất trong mấy ngày qua nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Apple News số 165. Trong khi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng một cách mạnh mẽ, Apple được cho là không coi trọng quyền riêng tư của nhân viên. Ngay trong tuần đầu tiên làm việc tại Apple, Jacob Preston được yêu cầu liên kết Apple ID cá nhân với tài khoản công việc, khiến anh cảm thấy kỳ quặc. 3 năm sau khi Preston xin nghỉ việc, người quản lý đã yêu cầu anh trả lại máy tính. Theo quy định của Apple, Preston không được xóa ổ cứng của máy tính. Tin nhắn của anh cũng như các tài liệu cá nhân liên quan đến thuế và khoản vay mua trả góp gần đây đều nằm trong laptop đó. Preston phản đối và cho biết một số tệp chứa thông tin riêng tư và không có cách nào để xóa chúng khỏi máy tính mà không xóa ổ cứng. Tuy nhiên, chính sách của công ty là điều không thể thương lượng. Câu chuyện của Preston là một phần trong căng thẳng nội bộ Apple khi một số nhân viên nói rằng công ty không quan tâm đến quyền cá nhân của họ và đôi khi chủ động xâm phạm quyền riêng tư cá nhân vì lý do bảo mật. Nhân viên của Apple được yêu cầu cài đặt nhiều phần mềm thử nghiệm trên điện thoại nhằm kiểm tra tính năng mới nhất trước khi ra mắt. Nhưng một số người chưa kịp sử dụng ứng dụng đã nhận ra dữ liệu cá nhân của mình bị khai thác. Apple mới đây đã chính thức công bố ngay tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 13 và đúng như những thông tin rò rỉ, sự kiện này sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Theo như Apple công bố tại trang chủ của mình, sự kiện Apple ra mắt sản phẩm mới sẽ tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, tức là vào 0 giờ ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Sự kiện năm nay tiếp tục được tổ chức theo dạng trực tuyến và không có sự tham gia của giới truyền thông. Giống như các sự kiện trước đây của Apple, livestream sẽ được phát trực tiếp trên hai nền tảng là trang chủ của Apple cũng như là YouTube. iPhone 13 được dự đoán mang tới nhiều thay đổi về mặt phần cứng hơn là thay đổi đáng kể về mặt thiết kế. Cụ thể, iPhone 13 sẽ có tần số quét cao ProMotion, đều từng được đồn đoán xuất hiện trên dòng iPhone 12 vào năm ngoái. Tuy nhiên, do Apple đã tích hợp 5G nên cung cấp thêm màn hình tần số quét cao sẽ khiến cho iPhone 12 trở nên tốn pin hơn. Bên cạnh đó, tại sự kiện lần này, Apple cũng được cho là sẽ giới thiệu cả dòng Apple Watch Series 7 hoàn toàn mới, cũng như iPad mini hoặc MacBook Pro M1X. Theo Phone Arena, có đến 14 quốc gia cấm sử dụng điện thoại vệ tinh, do đó hơn 40% dân số thế giới không thể sử dụng iPhone 13. Trước đó, Bloomberg đưa tin iPhone 13 có thể sử dụng kết nối vệ tinh trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, tính năng này sẽ chỉ có mặt tại một số thị trường nhất định. Để kích hoạt tính năng này, Apple sẽ sử dụng con chip baseband Qualcomm X60 hỗ trợ kết nối vệ tinh. Kết nối vệ tinh trên iPhone có ích nhất khi người dùng ở khu vực không có sóng di động và Wi-Fi, chẳng hạn như đi leo núi, đi biển hoặc gặp thảm họa tự nhiên. Nó cũng có thể rẻ hơn nhiều so với kết nối di động. Ngoài ra, kết nối vệ tinh đồng nghĩa iPhone luôn được kết nối dù không có Wi-Fi hay 3G, 4G, 5G. Một số nguyên nhân tiềm năng là vì điện thoại vệ tinh bị cấm hoàn toàn hoặc cấm sử dụng tại ít nhất 14 quốc gia. Như vậy, khoảng 3,25 tỷ người dùng, tương đương 41% dân số thế giới, không thể sử dụng kết nối vệ tinh của iPhone 13. Nếu Apple quyết định chỉ bật kết nối vệ tinh tại Mỹ, số người dùng tính năng này còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên, nếu mang iPhone 13 ra nước ngoài, họ có thể gặp rắc rối tại một số khu vực như Trung Quốc, Cuba, Ethiopia, Ấn Độ, Triều Tiên, Nga, v.v. Dù model X60 đã được tích hợp trên iPhone 13, nhưng Apple có thể phải chờ đợi đến năm 2022 để có thể kích hoạt tính năng vệ tinh này. Cảm biến theo dõi sức khỏe Apple Watch sẽ được trang bị lên trên dòng MacBook Pro, theo như đăng ký bằng sáng chế mới đây của Apple. Apple đã có cảm biến sinh trắc học trên MacBook Pro dùng để xác thực dấu vân tay, đó chính là Touch ID. Giờ đây, Tá Khuyết đang tìm cách mở rộng công dụng của cảm biến sang các tính năng theo dõi sức khỏe. Theo bằng sáng chế thiết bị điện tử di động có cảm biến tích hợp mới được Apple đăng ký gần đây, có thể thấy một vài vùng trên MacBook Pro sẽ là nơi đặt cảm biến theo dõi sức khỏe. Ý tưởng của Apple là tích hợp luôn cảm biến sinh học trên bề mặt thiết bị, với một chiếc MacBook Pro sẽ được hoạt động như bình thường cho đến khi người dùng tì tay phải lên trên bề mặt của nó, cảm biến sẽ hoạt động. Bằng sáng chế mô tả cách thức hoạt động của cảm biến này là các lỗ siêu nhỏ trên bề mặt MacBook Pro sẽ giúp chiếu sáng hoặc dùng năng lượng quang học đến tay người dùng. Sau đó, một bộ phận sẽ thu ánh sáng phản xạ trở lại để thu nhập tình trạng sức khỏe của người dùng. Ngoài khả năng theo dõi sức khỏe, bằng sáng chế của Apple cũng gợi ý rằng cảm biến này có thể cảm nhận được ánh sáng xung quanh, từ đó điều chỉnh độ sáng thích hợp cho màn hình. Tương tự như vậy, cảm biến này có thể xác định được tay người dùng đã bao lâu không được đặt lên máy tính, giúp MacBook Pro có thể chuyển sang trạng thái tắt máy tính để tiết kiệm pin hơn. Đó là những thông tin hot nhất của Apple trong kỳ này. Các bạn thấy việc Apple liên tục bị nhân viên bóc phốt hay là các bạn mong đợi gì trong sự kiện ra mắt iPhone 13 sắp tới? Để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.